Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta sẽ lại đến với một ván đấu bình luận chuyên sâu. Ngày hôm nay thì chúng ta vừa mới biết rằng một cái trận chung kết rất hay đã kết thúc, đó là trận tranh cúp Ngân hàng Bôi giữa Trịnh Duy Đồng và Vương Thiên Nhất. Ngày hôm nay thì rất nhiều người kỳ vọng sẽ là một cái chiến thắng của Trịnh Duy Đồng, sẽ là một cái ván đấu thật hay giữa hai kỳ thủ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ rất nhanh thôi đến với ván đấu tâm điểm của trận chung kết, khi mà Trịnh Duy Đồng được cầm quân đỏ đi tiên, gặp Vương Thiên Nhất cầm quân đen đi hậu. Về ván đấu này thì hai kỳ thủ thi đấu với thể thức là 10 phút cộng 3 giây và thi đấu lượt đi lượt về, bốc thăm tiên hậu. Nếu hòa thì sẽ chuyển sang đánh cờ 5 phút cộng 3 giây, và hòa thì đổi màu quân tiếp cho đến khi mà phân định được thắng bại mới thôi. Đó là một cái thể thức thi đấu khá là hấp dẫn. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với diễn biến của ván đấu thôi. Trịnh Duy Đồng cầm quân đỏ đi tiên chơi pháo đầu, pháo 2 bình 5. Và đối lại là bình phong mã của Vương Thiên Nhất. Ở đây thì Vương Thiên Nhất lựa chọn phương án là ép binh 3 sớm đối với việc cầm quân đen. Cái thế trận này thì Trịnh Duy Đồng là một người cầm quân đen rất thường xuyên sử dụng. Và chính cái thế trận này mà Trịnh Duy Đồng đã gặp khó trước Tảo Nhằm Lỗi ở một số giải đấu trước đó. Và Vương Thiên Nhất lại đem ra sử dụng. Nó là một cái đòn đánh tâm lý khá là thú vị của Vương Thiên Nhất. Và đúng như Vương Thiên Nhất sở liệu thì Trịnh Duy Đồng đã giành chính cái đòn của Tào Nhâm Lỗi thường sử dụng với Trịnh Duy Đồng, đó là cái nước cờ xe 2 tiến 4. Ở đây thì với cái nước cờ xe 2 tiến 4, nó là một cái nhánh khai cuộc khác của phá đầu đối bình phong mã tam binh, khi mà bên hậu chủ động ép binh 3 sớm và bên đỏ thì không chơi binh 3 tiến 1. Đối với cái thế trận này thì thông thường ấy thì bên tiên sẽ giữ vững được cái nước tiên thủ rất là lâu và tạo được một cái sức ép rất là khó chịu dành cho bên hậu. Chính Trịnh Duy Đồng cầm bên đen rất thường xuyên sử dụng và gặp phải khá là nhiều khó khăn trước một số kỳ thủ. Chính vì vậy nên là khi mà gặp Vương Thiên Nhất ép binh 3 sớm thì anh đã nghĩ đến việc là sử dụng phương án xe 2 tiến 4 để đánh lại Vương Thiên Nhất. Và chúng ta cùng xem rằng liệu rằng Vương Thiên Nhất hay là Trịnh Duy Đồng sẽ là người thành công với chiến thuật của mình đưa ra. Mã 2 tiến 3, binh 7 tiến 1, binh 3 tiến 1 và xe 2 bình 7. Đây là những cái nước biến rất thông thường của cái thế trận này. Có thể các bạn sẽ biết đến với những cái nước biến này nhiều hơn với những cuốn mai hoa phổ, những cái cuốn hay là những cuốn phản mai hoa, những cái cuốn sách cổ về những cái thế trận khai cuộc rất là thịnh hành cách đây rất là lâu. Và bây giờ thì với cái nền tảng cờ tướng hiện đại, với những cái nền tảng về công nghệ thì họ đã nghiên cứu cái thế trận này rất là nhiều rồi. Và các kỳ thủ đưa ra những cái nước đánh biến hóa khôn lường dành cho cả hai bên. Ở đây thì bên đen chơi binh 7 tiến 1 cũng là một trong những cái nước biến mạnh nhất, và phương án binh 5 tiến 1 chính là cái nước cờ mà bên đỏ Tào Nhâm Lỗi thường xuyên sử dụng làm khó Trịnh Duy Đồng. Ngày hôm nay thì Trịnh Duy Đồng cầm bên đỏ và cũng đang muốn làm khó, gây khó dễ với Vương Thiên Nhất, và chúng ta cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của bàn đấu. Sĩ 4 tiến 5 trước nước tấn công trung lộ thì bên đen củng cố trung lộ. Mã 8 tiến 7 và pháo 2 thoái 1 đang dọa bình pháo bắt xe và chết mã. Đương nhiên đỏ sẽ nhảy mã 7 tiến 5. Pháo 2 bình 3, xe 7 bình 8 và tượng 3 tiến 5. Đến đây thì vẫn chưa có điều gì để nói cả, và tiếp theo vẫn là nước xe 9 bình 8 của bên đỏ. Ở đây thì chúng ta mới có một cái điều đặc biệt phải chú ý với những cái khai cuộc đỉnh cao. Khi mà đối với các đại cao thủ thì họ nghiên cứu một cái thế trận, họ sẽ nghiên cứu rất là sâu. Không chỉ 11, 12 nước đã hết cái nghiên cứu của họ đâu, mà nhiều khi họ nghiên cứu đến 20, 30 nước cơ. Và Vương Thiên Nhất biết được điều đó. Nếu anh tiếp tục sử dụng những phương án mạnh nhất thì chắc hẳn sẽ nằm trong sự nghiên cứu và chuẩn bị của Trịnh Duy Đồng. Chính vì vậy là đây thì Vương Thiên Nhất đi một cái phương án mà dường như nó không phải là phương án mạnh nhất, đó là phương án xe 1 bình 3. Vâng, ở đây thì theo book ý, cái từ book thì tôi đã giải thích với các bạn khá là nhiều ở những cái video về trước. Thì nước mạnh nhất dành cho bên đen đó là xe 1 bình 4, nhưng không, Vương Thiên Nhất đi xe 1 bình 3. Với nước xe 1 bình 3 này thì chúng ta thấy rằng nó là một cái nước cờ mà đưa xe ra lộ 3, mặc dù nó chưa có cái đường phát triển, khi mà phía trước con xe là con pháo và con mã, xe chưa thể phát triển. Nhưng mà cái con xe ở vị trí này thì sau khi pháo và mã rời khỏi thì con xe lại có một cái đường phát triển khác. Đấy là cái ý đồ của bên đen với nước xe 1 bình 3. Và cái ý đồ mà mạnh nhất mà tôi nói với các bạn đó là việc mà làm cho đối phương bất ngờ. Đấy gọi là lấy cái bất ngờ, lấy cái tiêu chí bất ngờ để chiến thắng đối phương. Và ở đây thì chúng ta cùng xem liệu rằng Trịnh Duy Đồng có bị bất ngờ với phương án xe 1 bình 3 hay không. Chúng ta cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo.
xin 6 tiến 5 vẫn là một cái nước cờ mà có vẻ như là hợp lý. Khi mà pháo soi tượng thì chúng ta lên sĩ nguội một nước. Pháo 8 tiến 2 tiếp tục là những cái nước cờ mà khá lạ của Vương Thiên Nhất. Những nước cờ mà ở trong book hay là trong những cái ván đấu trước đây thì chúng ta ít khi gặp. Nhưng mà ngày hôm nay thì Vương Thiên Nhất đánh ra nó không phải là nước mạnh nhất, nhưng nó cũng có một cái ý đồ nhất định. Khi mà tiến pháo lên thì chúng ta thấy được có hai mục đích. Mục đích thứ nhất sẽ là phòng thủ cái hàng hà của bên đen. Mục đích thứ hai sẽ là mở đường cho con xe 8 này có thể tiến 3 và đứng ở hàng tốt khi thật cần thiết. Ở đây với nước cờ pháo 8 tiến 2 này của bên đen ý, thì Trịnh Duy Đồng đã xử lý một nước cờ chưa tốt, và đó cũng cho thấy phần nào được thành công của cái chiến lược của Vương Thiên Nhất. Để mà nói rằng là đâu là nước đi tốt nhất ý, thì cần phải sự nghiên cứu khá là sâu xa và kỹ lưỡng. Thì cái đó rất là khó cho Trịnh Duy Đồng, bởi vì đây không phải là cái khai cuộc sở trường của anh, và anh chỉ nghiên cứu những cái phương án mà dường như nó là những phương án mạnh nhất dành cho bên đen thôi. Nhưng mà ở đây thì Vương Thiên Nhất lại lựa chọn một cái phương án gọi là phương án phụ thôi, biến phụ thôi, thì nó đã tạo ra cho Trịnh Duy Đồng rất là khó khăn. Cái nước cờ xe 8 tiến 3 này Trịnh Duy Đồng không thể đi được, và đây mới là cái nước đi mạnh nhất. Và chúng ta cùng tìm hiểu xem vì sao xe 8 tiến 3 lại mạnh nhất. Ở đây chúng tôi sẽ dành một ít chút thời gian để phân tích về cái khai cuộc này, về cái nước cờ này, và chúng ta cùng xem. Với nước xe 8 tiến 3 bắt mã thì bên đen có hai cách bảo vệ mã khả thi nhất, đó là chạy mã và dùng một quân khác bảo vệ mã. Ở đây thì chạy mã thì đương nhiên chỉ có phương án mã 3 tiến 4 là khả dĩ nhất thôi. Nếu mà đi mã 3 tiến 2 nghĩ rằng là có pháo đang bảo vệ, nhưng mà có thể bên đỏ có thể đấm minh 5 sang và sẽ là khá là mệt mỏi. Hoặc là cũng có thể đấm binh 3 sang nữa. Đó. Nên là những cái phương án sẽ gây khó dễ dành cho bên đen. Và bên đỏ sẽ là cái phương, nếu mà chạy thì sẽ là mã 3 tiến 4 là dường như là hợp lý nhất. Tuy nhiên nếu mã 3 tiến 4 thì đỏ sẽ binh 5 tiến 1. Ở đây thì gần như bắt buộc là mã phải ăn mã rồi. Và ăn mã lên. Pháo ăn tốt đầu. Xe 8 bình 7 đang tạm thời khống chế xe pháo và đang dọa đòn đâm pháo xuống chiếu tướng, buộc phải về sĩ và xe ăn pháo. Cái đòn này thì rất dễ thấy và đen phải phòng thủ bằng cách chạy pháo ra vị trí khác để đấu xe. Và cái nước chạy hợp lý nhất đó là pháo 3 bình 2, cản cái tầm pháo đâm xuống đáy. Đỏ sẽ ăn xe chiếu, tượng ăn về và pháo 8 bình 6. Đến đây thì chúng ta thấy rằng là cái thế cờ của bên đỏ rất là đẹp, khi mà cái cánh phải này của đen tỏ ra rất là trống trải này. Bây giờ đen giải quyết con pháo này thì chắc chắn sẽ không thể phòng thủ được nước xe 8 đến 9 bắt chết tượng đáy. Chính vì vậy đến cái hình cờ này thì đỏ sẽ có được một cái ưu thế nhất định. Đó. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại cái nước biến thứ hai. Khi mà nếu đen không chạy mã thì sao? Đen không chạy mã thì chỉ còn cách là di chuyển con pháo này ra khỏi vị trí cản đường xe giữ mã thôi. Chúng ta thấy rằng pháo này chỉ cần di chuyển đi thì xe sẽ bảo vệ mã. Và cái vị trí di chuyển tốt nhất đó là xe 3, pháo 3 bình 4. Vâng, với nước pháo 3 bình 4 ấy, nếu mà thông thường thì rất khó để nghĩ ra một cái khai thác dành cho bên đỏ. Nhưng mà nếu có sự nghiên cứu thì đỏ sẽ đi được nước pháo 8 bình 7 bắt xe. Nếu xe 3 bình 4 thì sẽ là xe trước tiến 2 đấu xe. Xe ăn xe thì xe ăn chiếu, pháo toái 1 và pháo bình 9. Và tiếp tục chúng ta thấy được rằng một cái thế trận mà cái cánh phải của bên đen sẽ rất ít quân phòng ngự, và bên đỏ hoàn toàn có thể dùng xe hay pháo cũng như có thể chuyển cả hai mã sang để tấn công vào cánh phải của đen. Như thế thì đen sẽ có một cái hình cờ rất là khó khăn. Và nếu mà Trịnh Duy Đồng lựa chọn được phương án xe 8 tiến 3 thì tôi nghĩ rằng là cái lợi thế dành cho Trịnh Duy Đồng sẽ rất lớn. Tuy nhiên thì Trịnh Duy Đồng không nghiên cứu cái thế trận này và anh lựa chọn phương án là tượng 7 tiến 9, một cái nước cờ mà có vẻ như nó hơi chậm. Và chính cái điều đó đã làm anh dần mất đi cái thế trận đi tiên của mình. Bây giờ thì nó đã rơi về một cái hình cờ cân bằng rồi. Đen chơi mã 7 tiến 6 là một nước cờ rất hay. Ở đây thì chúng ta thấy rằng với nước mã 7 tiến 6 này của đen thì đen đang dọa mã chém mã. Mã lên thì nhảy mã lên, bắt xe, bắt mã. Rất là những cái cờ phản kích rất là mạnh của bên đen. Và đỏ đành phải đi binh 5 tiến 1. Và mã ăn tốt chứ không ăn tốt đầu cũng là một nước cờ rất hay. Bây giờ thì tốt đỏ cần phải chạy, và nước chạy tốt nhất đấy là ăn tràn xuống thôi. Ăn tràn xuống thì mã ăn pháo đầu trước, triệt tiêu cái con pháo nguy hiểm của bên đỏ, buộc phải ăn tượng lên và ăn mã để tốt đầu. Đến hình cờ này thì
theo cảm nhận của tôi thì dường như bên đen đã phản tiên rồi. Khi mà chúng ta thấy rằng các vị trí quân thì gần như là tương đồng, nhưng mà bên đen lại ăn dôi ra một con tốt 7, cùng với việc là những con tượng của đỏ lại, nó lại đang thiếu đi sự liên kết. Tuy nhiên bù đắp lại thì chúng ta thấy rằng hai vị trí hai xe của đen thì đang bị hai pháo che lấp, nên là cần phải có một số những cái nước đi xử lý để mở mặt xe, và đó cũng là cái điểm bù đắp lại để cho bên đỏ có thể tự tin rằng cái thế trận này thì đỏ không bị kém phần. Và chúng ta cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của màn đấu. Xe trước mình 7, ý đồ rất rõ ràng đó là đâm pháo xuống chiếu. Ở đây thì nếu bên đen nhảy mã lên bắt xe là một cái nước đi thông thường của đen ấy, tức là vừa là lợi nước bắt xe và vừa phát triển mã lên đầu tượng là vị trí rất đẹp của mã. Tuy nhiên thì nước cờ này sẽ gặp phải vấn đề đó là pháo đỏ sẽ tiến xuống chiếu và bắt buộc là sĩ phải về. Khi đó thì xe sẽ chạy ra một nước gần như bắt buộc sĩ sau tuyến 5, và chúng ta thấy rằng cái vị trí xe này của đen sẽ bị kẹt và sẽ rất lâu nữa mới có thể giải phóng. Chính vì vậy là Vương Thế Nhất đã không lựa chọn phương án mã 5 tiến 3 mà anh lựa chọn phương án là pháo 3 tiến 3, một nước cờ cực kỳ linh hoạt của bên đen, cực kỳ ảo diệu, cho thấy một cái sự tính toán sâu xa của Vương Thế Nhất. Chúng ta thấy rằng khi pháo rời khỏi cái vị trí hàng cửu ấy, nó có hai mục đích các bạn nhé. Mục đích thứ nhất đó là pháo hoàn toàn có thể nhập trung lộ. Mục đích thứ hai, nó sẽ chừa chỗ cho mã lui về phòng thủ cái cánh phải của bên đen. Và chúng ta cùng theo dõi diễn biến tiếp theo thì sẽ thấy rõ hơn cái tính nghệ thuật của nước pháo 3 tiến 3. Pháo 8 tiến 7 và sĩ 5 thoái 4. Mã 3 tiến 2 là những nước cờ phát triển quân rất tốt của bên đỏ. Mục đích tiếp theo sẽ là mã 5 tiến 4 hình thành cặp mã giao, cũng như là làm giảm tầm hoạt động của xe pháo ở lộ 8 của bên đen. Những nước cờ rất là hợp lý. Và bây giờ thì mã 5 thoái 3 về. Chúng ta thấy rằng là cái con pháo ở hàng đáy và ghim con xe để không cho con xe nhô lên, đó là một cái nước cờ ghim quân rất là lợi hại của bên đỏ, và đen không muốn điều đó. Đen đã thoái mã về và đuổi con pháo khỏi hàng đáy của bên mình, chạy pháo về. Ở đây thì chúng ta nhận thấy là chúng ta nhận thấy là cái con xe và con pháo này đang ở cái vị trí đó là xe có thể khống chế. Tuy nhiên thì nếu mà quá vội vàng đi cái nước cờ đó ấy, xe 3 bình 2 thì đỏ sẽ tiến mã lên. Ở đây thì đỏ hoàn toàn có thể tiến mã lên đây. Đó. Chúng ta thấy rằng đỏ đang chuẩn bị bình pháo và chiếu tướng và cởi cô. Khi đó thì cái vị trí quân của đỏ sẽ trở lên linh hoạt hơn rất là nhiều. Nếu đen lên sĩ, chúng ta có thể thấy là đỏ hoàn toàn có thể nhảy mã qua đây. Đó. Uy hiếp nhảy ngoại tào và tiếp tục có thể là nhảy mã sang đây, hoặc là rất là nhiều cái đòn dành cho bên đỏ. Chính vì vậy nên là bên đen đã không đi xe 3 bình 2. Đó, mà đen chơi xe 8 tiến 3 trước. Đưa xe lên hàng tốt ở một cái vị trí mà nó sẽ làm giảm tầm hoạt động rất mạnh của hai con mã này. Bây giờ thì mã đỏ nhảy lên đang dọa bình phá và chiếu thì đen đã lên sĩ rồi. Cái nhịp của bên đỏ nó, nhịp của bên đỏ đã chậm lại và bên đen đã củng cố được cái thế trận của mình rất là tốt. Bây giờ thì đỏ phải giải quyết cái vấn đề là đen nước sau sẽ xe 3 bình 2 khống chế xe pháo, và cách giải quyết tốt nhất đó là xe 8 bình 6. Bây giờ thì đen pháo 3 bình 5, đó là nước cờ chúng ta thấy rất hay, đưa pháo nhập trung lộ và đồng thời giảm tầm hoạt động của mã đỏ. Nước cờ này thì thoạt nhìn thì chúng ta thấy rằng có một cái vấn đề dành cho bên đen khi mà bên đỏ có nước cờ phá 8 bình 7. Tuy nhiên thì bên đen không hề lo sợ cái nước pháo 8 bình 7, bởi vì đen có thể bình xe 8 bình 6 bắt mã lại. Ở đây thì mã đỏ chạy, nếu chạy về đây thì sẽ bị vỡ tượng và cực kỳ nguy hiểm. Đó. Chúng ta có thể nhìn cái thế cờ này thì bên đỏ sẽ rất là nguy hiểm. Chính vì vậy nên là đỏ dường như không thể thoái mã về ngũ được. Còn nếu mã 4 thoái 3 thì sẽ bị bình 7 tiến 1. Thí tốt xe ăn xa thì mã 3 tiến 2, và chúng ta thấy rằng các quân của đen ở những cái vị trí rất đẹp. Và chính vì vậy nên là đỏ không thể chơi pha 8 bình 7 như cái phương án đó được. Và ở đây thì bên đỏ chơi xe 6 tiến 3. Những cái hình cờ này thì chúng ta thấy được rằng đã bước sang giữa và gần cuối của giai đoạn chung cuộc rồi. Khi mà hai bên đã đổi bớt một quân chủ lực cũng như là đấu thông ba con tốt thì cái trận địa này thì chúng ta thấy rằng là nó khá là cân bằng.
bên đen dường như có một chút lợi thế khi mà cặp mã của đỏ mặc dù đang có sự liên kết nhưng mà nó cũng rất khó để phát triển, và đen lại có một con pháo đầu cùng với việc là hơn một tốt 7. Chính vì vậy là chúng ta thấy là đen có một cái lợi thế nhất định so với bên đỏ. Ở đây thì đen mã 3 thoái 1. Xe 6 tiến 3 và mã 3 thoái 1, đấu xe. Đỏ không muốn đấu xe, khi mà đã kém tốt rồi nếu đấu xe và chuyển về cờ tàn thì rõ ràng sẽ là càng thêm bất lợi để cho bên đỏ, và bên đỏ đã chạy xe. Mình xe bắt pháo và xe 3 tiến 4, chúng ta thấy những cái nước cờ rất uyển chuyển của bên đen. Mã 4 thoái 3. Bây giờ thì con mã nhận thấy đứng ở vị trí đó không thể làm gì được thì đành phải thoái về. Và bây giờ bên đen chuyển xe sang cánh phải và uy hiếp vào cái cánh trái của bên đỏ. Chúng ta thấy rằng đây là một cái nước cờ gọi là nước cờ khống chế xe pháo của bên đỏ, làm cái giảm tầm hoạt động của cả hai quân của bên đỏ, nước cờ rất hay của Vương Thiên Nhất. Mã 4 tiến 3 và pháo 5 bình 8. Tạm thời thì bên đen đấu bớt một pháo và mất đi vị trí con pháo đầu. Tuy nhiên thì sau những nước đi đấu quân thì bên đen lại có được cái thế cờ gọi là thế cờ phong tỏa đối phương khi mà xe pháo của bên đỏ đang bị giảm cái tầm hoạt động. Mã 2 thoái 3 và mã 1 thoái 3, những nước đi mã của cả hai bên để đưa mã tới những cái vị trí thuận lợi hơn. C5 bình 2 bắt pháo và pháo 8 thoái 1. Cảm giác như cái nước bình xe bắt pháo này chưa hay lắm. Thay vì đó thì nên đi một cái nước cờ nào đó tích cực hơn thì hơn. Khi mà bình xe khỏi trung lộ thì pháo đen chỉ mất nước thoái về và nước sau sẽ nhập trung lộ và sẽ có một cái sự uy hiếp nhất định đối với thế trận của bên đỏ. C4 bình C6 bình 4 và pháo bình 5. Mã 3 tiến 4. Xe 3 bình 7, chúng ta thấy bên đỏ càng đi thì càng xuất hiện những cái điểm yếu của mình. Khi mà bây giờ ngoài việc xe pháo bị con xe ở lộ 2 đen kiểm tỏa thì bây giờ cả xe mã cũng bị xe đen khống chế nữa, rất là khó khăn dành cho bên đỏ rồi. Xe 4 bình 7 và mã 3 tiến 4, những cái nước cờ phát triển quân rất hay của bên đen. Mã 4 thoái 6 và xe 6 tiến 2. Ở đây thì cá nhân tôi đề xuất bên đen có thể chơi một nước cờ khá là hay, đó là đi pháo 5 bình 3. Chúng ta thấy cái nước cờ này rất là thú vị khi mà nước sau nhìn thấy cái nước cờ mã nhảy lên bắt xe mà dần gần như là không không thể là phòng thủ được. Đó, tuy nhiên thì xe 6 tiến 2 cũng là một nước cờ rất hay và rất hiệu quả khi mà xe cô ba quân. Đó là một nước cờ theo tôi đánh giá là nó mang tính thực dụng cao hơn. Đỏ chơi xe 2 tiến 2, cô lại xe pháo. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái con xe này có căn, nó khác với việc là con xe đỏ này không, xe đỏ không có quân bảo vệ thì cái nước khống chế của bên đen nó là cái nước khống chế mạnh hơn rất nhiều so với nước khống chế của bên đỏ. Bình xe đang dọa vật phá chiếu tướng bắt xe và gần như bắt buộc phải ra tướng. Ở đây thì có phân nước cờ đơn giản của bên đen đó là mã 4 tiến 3 bắt chết quân. Tuy nhiên thì Vương Thiên Nhất đã không đi bởi vì anh nghĩ rằng là bắt quân như thế này mặc dù sẽ chiến thắng nhưng sẽ lâu hơn. Ở đây thì dường như là bắt buộc phải ăn mã lên rồi và xe ăn xe. Ở đây thì mã ăn xe hay đi đâu nữa thì đỏ cũng sẽ chết lại quân. Tuy nhiên thì Vương Thiên Nhất lựa chọn phương án đó là ăn lời tượng và đấu xe. Có thể Vương Thiên Nhất đã thấy rằng cái ưu thế về việc là hơn tượng cũng như là hơn tốt cùng với việc là xe cô ba quân đã rất là lớn rồi và anh không muốn ăn bắt quân của đối phương mà muốn giữ cái quân thế cô quân này. Xe ăn sang mã ăn lên và sĩ 5 tiến 4 làm giảm tầm hoạt động của con pháo đen. Đến cái hình cờ này thì chúng ta thấy rằng đã là một cái ưu thế cực kỳ lớn dành cho Vương Thiên Nhất rồi, và theo cá nhân tôi thì chiến thắng chỉ là sớm hay muộn dành cho anh mà thôi. Xe 5 bình 9 ăn thêm tốt để chuyển về một cái cờ tàn càng ưu thế hơn nữa. Pháo thoái 2, pháo 5 thoái 4. Ở đây cái nước cờ pháo 5 thoái 4 chúng ta thấy rằng nó rất là hay khi mà đỏ tạm thời chưa thể nào rời xe khỏi cái vị trí hàng mã được, bởi vì nếu đỏ rời khỏi vị trí đó thì xe ăn mã lại đang là nước cờ chiếu tướng cơ. Ví dụ ở đây chúng ta thấy rằng xe ăn mã chiếu tướng và tướng thì xe bình đây vừa bắt pháo và vừa bảo vệ mã. Nếu ăn pháo thì cũng ăn pháo lại, còn nếu pháo ăn lên thì sẽ pháo ăn xa và kém quân, kém hai tốt, kém tượng sẽ thua thôi. Và
Trịnh Duy Hồng đã chơi phá 8 bình 6. Những nước cờ về sau thì chúng ta thấy rằng chỉ là những cái nước cờ chống đỡ trong vô vọng của Trịnh Duy Hồng thôi, rất là khó rồi. Chúng ta sẽ xem lướt nhanh thôi. Pháo bình 8, pháo tiến 1, mã thoái về. Và xe 6 bình xe 7 bình 8, mục đích đó là cởi cô. Bình xe bắt sĩ và muốn cởi cô thì phải trả lại con sĩ. Bây giờ thì không thể nào củng cố sĩ được bởi vì nước sau sẽ là pháo 8 tiến 3 và sẽ mất mã. Mất sĩ rồi và đấu bớt mã. Hình cờ này cũng là một hình cờ tàn rất khó khăn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cùng xem để xem cách mà Vương Thiên Nhất dứt điểm ván đấu một cách cực kỳ gọn gàng. Ăn sĩ, xả tượng về và bây giờ xe pháo lại lần nữa bị khống chế. Và nước cờ đưa pháo vào trung lộ, bắt chết pháo đỏ. Như vậy là đến đây thì Trịnh Duy Hồng không thể chống đỡ thêm nữa và anh đã buông cờ nhận thua ở ván thứ nhất khi mà anh được bốc thăm cặp quân đỏ đi tiên. Ở ván đấu thứ hai thì với lợi thế đi tiên, Vương Thiên Nhất đã chơi một ván cờ phi tượng cuộc cực kỳ kín kẽ và làm cho Trịnh Duy Hồng bất lực ký hòa, đồng nghĩa với việc là nhận thua chung cuộc sau một ván thua và một ván hòa, cũng như là Vương Thiên Nhất đã lên ngôi vô địch tại giải Ngân hàng Bôi 2019. Một giải trị giá 20.000 tệ tương đương với gần 700 triệu tiền Việt Nam đồng. Một cái giải thưởng khá là lớn đối với các kỳ thủ. Đến đây thì tôi cũng kết thúc phần bình luận chuyên sâu. Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ rất là nhiều video của tôi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.